Kệ nó. Đó. Hai trái. Mạnh lên, nhanh lên. Ba. Rồi. Nhanh lên. Bốn. Trời ơi, dễ quá. Hốt. Nè, vô đó. Trời ơi, sao dễ vậy? Ống nhựa Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt. Vui bằng những trò chơi thế này, chúng tôi sẽ có một cái quyền ưu tiên mà Hoàng Mèo cùng với em Ly sẽ giành lấy để tặng cho ba em nhỏ. Yeah. Quyền ưu tiên nó muốn lấy được thì vượt qua thử thách này. Đơn giản thử thách này là gì? Là chúng ta sẽ dùng cái cây này kiểu giống như mình chơi thục bi-a vậy đó. Mình đứng đây, mình thục sao cho nó rơi vô cái rổ bên kia. Làm sao có 10 trái bóng trong cái rổ đó. Thúc. Thôi không được. Em thấy anh đẩy. Thì miễn sao nó vô thôi. Đẩy không đó. Anh thục đâu. Thời gian 3 phút đó, mạnh rồi, lên. Rồi đi ra ngoài đường cho đó. Trời ơi. Nó chạy. Đi ra ngoài đường chơi. Quá dữ luôn. Bây giờ không có tập nữa. Bây giờ mình chơi thiệt nè. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi. Trời ơi. Nhanh. Nhanh lên. Thục mạnh lên. Cố lên. Trời ơi. Trời ơi. Thục đi mạnh lên. Đâu. Liên tục. Tập hay lắm mà. Thục. Thục mạnh luôn. Hoặc nó luôn. Hoặc nó luôn. Vậy nè. Vậy nè. Ủa còn vô. Rồi. Hoặc luôn. Anh đi lên. Ba. Kệ nó. Đó. Hai trái. Mạnh lên, nhanh lên. Ba. Rồi. Nhanh lên. Bốn. Trời ơi, dễ quá. Hốt. Nè, vô đó. Trời ơi, sao dễ vậy? Nè, nè, nè. Vô nè. Vô nè. Vô nè. Vô. Còn một phút nữa thôi. Trời ơi. Nhanh lên. Một phút nữa thôi nha, không có được. Lọt lỗ luôn đi, còn ba trái nữa. Không được luôn. 20 giây còn hai trái nữa. Không được. Còn 5 giây cuối cùng. 5, 4, 3, 2. Chúc mừng. Dù sao thì các bạn đã chiến thắng được một quyền ưu tiên. Mở ra đọc luôn. Dạ, dạ được giảm 5 dĩa bánh tráng. Đó là quyền ưu tiên đầu tiên dành cho ba em nhỏ. Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt.